lên tiếng về việc Trường Giang nói hớ, tiết lộ vợ chồng Trấn Thành sắp có con. Đại diện truyền thông của Hari Won phủ nhận thông tin nữ ca sĩ đang mang thai. Chiều ngày 18 tháng 7, xuất hiện trong một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Giang thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời. Theo tiết lộ ban đầu, Trấn Thành cũng sẽ có mặt, nhưng đến phút cuối danh hài vắng mặt. Nói về vấn đề này, Mười Khó vui vẻ cho biết đồng nghiệp đang lưu diễn tại Mỹ. Đặc biệt câu nói hớ của Trường Giang tiết lộ Trấn Thành sắp có con khiến những ai có mặt không khỏi bất ngờ. Trấn Thành giờ đã có vợ, sắp có em bé. À, sắp tới có nhiều việc, lo cho gia đình hai bên nên phải đi kiếm tiền nhiều, nghệ sĩ hài xứ Quảng chia sẻ. Ngay lập tức, liên lạc với phía Hari Won, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ phủ nhận thông tin này. Trấn Thành và Hari Won chính thức về chung một nhà vào cuối tháng 12 năm 2016. Gần như 2 năm chung sống bên nhau, cặp đôi vẫn giữ vững tình cảm son sắt, thường xuyên đồng hành trong hầu hết các sự kiện và chương trình giải trí. Trấn Thành và Hari Won chính thức là vợ chồng gần 2 năm, người hâm mộ cũng đang hy vọng cặp đôi sẽ sớm có tin vui. Trường Giang tiết lộ Trấn Thành sắp có con, dấy lên nghi án Hari Won đang mang thai con đầu lòng. Xuất hiện tại sự kiện ra mắt chương trình Giọng Ải Dòng Ai vào chiều ngày 18 tháng 7, Trường Giang vui vẻ trả lời truyền thông về việc nhận lời làm giám khảo mùa 3. Game show này có sự góp mặt của ba diễn viên hài đình đám gồm Trường Giang, Trấn Thành và Đại Nghĩa. Trong đó Trấn Thành và Trường Giang làm giám khảo, Đại Nghĩa đảm nhận vai trò MC. Tuy nhiên tại sự kiện chỉ có Trường Giang tham gia, Trấn Thành và Đại Nghĩa đều vắng mặt. Nói về sự vắng mặt của Trấn Thành, cây hài xứ Quảng cho hay Trấn Thành đang lưu diễn ở Mỹ, dạo này thành bào dữ quá. Khi được hỏi có lời nhắn nhủ đến đồng nghiệp hay không, Trường Giang nói, Trấn Thành giờ đã có vợ, sắp có em bé. À, sắp tới có nhiều việc, lo cho gia đình hai bên nên phải đi kiếm tiền nhiều. Trong video, có thể thấy sau khi nói hớ Trấn Thành sắp có em bé, Trường Giang giật mình và vội vàng chỉnh lại. Điều này khiến mọi người tin rằng Hari Won đã mang thai con đầu lòng với Trấn Thành. Tuy nhiên, đại diện truyền thông của Hari Won phủ nhận thông tin này. Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Trường Giang còn chia sẻ nhiều thông tin thú vị về Hari Won, Đại Nghĩa. Nhận xét về vợ Trấn Thành, nam diễn viên hài mô tả, Hari Won là em ruột chí tài, không bao giờ tốn tiền cho ai hết, ngay cả khi làm việc với tôi 8 năm trời mà chưa bao giờ mời tôi một ly nước. Còn về MC Đại Nghĩa, Trường Giang cho rằng anh là MC giàu nhất Việt Nam. Tối nào tôi mở TV cũng thấy anh Nghĩa, anh ấy là MC quốc dân nhiều tiền nhất Việt Nam. Anh ấy có một mình không nuôi ai hết, lại ăn chay, ăn rau không thì đâu tốn tiền. Nhưng anh ấy cũng làm từ thiện rất nhiều, giúp nhiều người nghèo. Có lẽ là động lực để anh ấy làm nhiều hơn, Trường Giang nói. Thời gian qua, Trường Giang vướng lùm xùm tình cảm với nam em. Vì thế tình yêu của anh và Nhã Phương gặp không ít sóng gió. Có tin họ đã chia tay, nhưng gần đây nhất khán giả vẫn bắt gặp cả hai đi ăn và Trường Giang đến thăm bạn gái khi Nhã Phương tham gia một khóa tu tại Thái Lan. Mẹ chồng Lâm Khánh Chi phủ nhận cho con trai lấy người chuyển giới vì lý do này. Tham gia vào một buổi talk show, mẹ chồng Lâm Khánh Chi đã có nhiều chia sẻ về mối quan hệ giữa con trai và người đẹp chuyển giới, nhất là thời điểm quyết định cướp gạo thổi cơm chung. Trái ngược với suy nghĩ của số đông, khi Lâm Khánh Chi phải vượt nhiều khó khăn để làm dâu, khán giả bất ngờ khi mỹ nhân chuyển giới có người mẹ chồng rất tâm lý, bố chồng hiểu chuyện và liên tục dành nhiều lời khen cho cô. Sau hôn lễ choáng ngợp vào cuối năm 2017 với chồng trẻ, khá nhiều người thắc mắc vì sao gia đình chồng lại cho con trai kết hôn với người chuyển giới, trong khi anh lại khá điển trai và có nghề nghiệp ổn định. Và câu trả lời cũng đã được tháo gỡ trong một buổi talk show gần đây, khi mẹ chồng của Lâm Khánh Chi kể về giai đoạn quyết định cho con trai kết hôn với người chuyển giới. Thời điểm đó, gia đình chồng của Khánh Chi đã gặp phải rất nhiều điều tiếng không hay từ mọi người xung quanh khi con trai hẹn hò với nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng. Người ta nói gia đình hám tiền, muốn vào showbiz. Bà vô cùng tủi thân, nhưng vì yêu thương con trai, mong muốn con được hạnh phúc, vợ chồng bà đành phải im lặng chịu đựng. Mặc dù thương con là thế, nhưng thời gian đầu, mẹ chồng Khánh Chi cũng không thể chấp nhận tình cảm của cô nàng. Dù suy nghĩ thoáng qua hay hiện đại đến mấy, thì mẹ chồng cũng băn khoăn khi con mình kết hôn với người chuyển giới. Bà tha thiết muốn con có một người cháu nối dõi. Vì ông xã Lâm Khánh Chi là con trai duy nhất của gia đình, bố chồng Lâm Khánh Chi lại có suy nghĩ thoáng hơn. Ông xem con dâu là một người phụ nữ bình thường nhưng vô sinh và chấp nhận chuyện sinh con nuôi. Ông đã rất thông cảm và không hề bị dao động bởi những điều bàn tán. Ông an ủi, cứ coi như con mình kết hôn với một người con gái bình thường nhưng bị vô sinh thôi. Khi con trai quyết định kết hôn, bố mẹ chồng Lâm Khánh Chi đã mang thiệp đến từng nhà. Có người vui vẻ nhưng cũng có người kỳ thị ra mặt. Nghĩ sao cho con trai mình kết hôn với người chuyển giới vậy? Thế nhưng, bố chồng Lâm Khánh Chi rất cương trực, không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Thêm vào đó, cả hai vợ chồng quá thương con nên gạt mọi thị phi để lo cho ngày vui của con.
Suy nghĩ của mẹ chồng chỉ thực sự thay đổi sau khi Khánh Chi công bố đoạn clip chuyển giới ở Thái Lan. Khi xem được đoạn clip chuyển giới của con dâu ở Thái Lan, bà mới hiểu Lâm Khánh Chi đã phải trải qua nhiều thử thách, từng muốn tìm đến cái chết vì những đau đớn mà cô phải chịu đựng từ các cuộc phẫu thuật để trở thành phụ nữ. Bà trải lòng, Khánh Chi cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Lâm Khánh Chi chia sẻ sau khi kết hôn, bố mẹ chồng không bắt cô làm việc, nhưng cô vẫn phụ gia đình chồng những việc vặt trong nhà. Từ khi cưới nhau, Khánh Chi thực sự rất sướng. Mình không làm dâu, tại vì tôi đi hát ở xa, ở Sài Gòn nên bố mẹ thông cảm. Tôi cũng sướng vì được bố mẹ thương. Khi về nhà chơi, bố mẹ không cho làm gì hết, chỉ phụ bưng chén, bưng dĩa hay nấu nước. Khánh Chi hạnh phúc nói. Lâm Khánh Chi kết hôn cùng ông xã kém 8 tuổi vào cuối năm 2017. Ông xã của Lâm Khánh Chi tên thật là Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, quê gốc Nam Định, hiện anh đang làm nghề kinh doanh. Nữ ca sĩ cho biết cô thân với mẹ chồng hơn mẹ ruột của mình. Mẹ ruột gặp thường xuyên nên liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn ít. Còn với mẹ chồng thì ở xa nhau, Khánh Chi và mẹ chồng thường nhắn tin suốt ngày. Có chuyện gì hai mẹ con đều thì thầm mùa xuân với nhau, Khánh Chi nói. Trường Giang và Việt Anh, những quý ông đẩy người phụ nữ của mình vào đại chiến tình yêu. Nhìn lại cách ứng xử của Việt Anh và Trường Giang trong những scandal tình ái của mình, có thể thấy rõ sự đồng điệu của hai quý ông trong việc tình nguyện đẩy người phụ nữ của mình vào đại chiến. Vậy là một lần nữa, nam diễn viên Việt Anh lại lao đao vì scandal ái tình, đồng thời là lần thứ 3 trong gần 15 năm sự nghiệp của mình. Sự việc bắt đầu từ một tấm ảnh thân mật hơn mức bình thường được ca sĩ Quế Phương đăng tải lên trang cá nhân. Những lúc cư dân mạng còn hồ nghi vì không rõ thực hư, còn bấn loạn vì chưa biết là đóng phim, diễn kịch hay quay quảng cáo, hay chỉ là khoảnh khắc đời thường, thì một clip dài 43 giây được quay lén tại quán cà phê đã giải đáp cho phần lớn những khúc mắc ngỡ ngàng. Trong clip, Phan Hải của Người Phán Xử ngồi cạnh cô gái có vóc dáng và trang phục giống hệt Quế Vân, vừa phải tỏ vẻ xa cách xã giao, vừa phải lấy khăn giấy lau vội nước mắt cho người đẹp rồi lại ngó lơ đi chỗ khác. Cư dân mạng cũng lục tung trang cá nhân của Quế Vân và phát hiện ra nhiều dòng tâm trạng ái tình lâm ly, kiểu như gặp được anh cho dù sai em vẫn chọn sai để yêu anh. Đáng nói là, một ngày trước khi clip lau nước mắt cho Quế Vân ở quán cà phê bị lộ, Việt Anh vẫn tỉnh bơ cùng vợ livestream nói chuyện bóng đá, World Cup và làm đẹp da. Khi khán giả lao vào hỏi chuyện Quế Vân, bà xã anh cố nín nhịn và đáp lời. Sao mọi người cứ hỏi chuyện gì vậy? Rồi sang chồng nửa đùa nửa thật. Hôm qua, ông xã mình mới đi chơi cá cược cả đêm không về. Hay là mình làm gì khuất tất anh nhỉ? Rất tự nhiên và chắc nịch, Việt Anh nói trơn tru. Chắc mọi người có sự nhầm lẫn gì chứ anh không có gì khuất tất. Tuy nhiên, khi clip được tung lên mạng, Việt Anh thực hiện chiến dịch 3-0, không giải thích, không thanh minh và không bác bỏ. Anh không nghe điện thoại từ truyền thông, nhưng anh cũng không đóng cửa Facebook để tránh những câu hỏi tò mò từ công chúng. Và anh cũng không im lặng trốn biệt để chờ bão qua đi. Anh chọn cách tỉnh bơ, ngó ngơ và làm ngơ. Anh vẫn xuất đầu lộ diện trên mạng xã hội để nói chuyện trái bóng tròn. Như thể ở chỗ anh, thế giới vẫn bình yên vô sự. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Như thể người mà cả thiên hạ đang nháo nhào lên ngoài kia là ai, chứ chẳng phải là anh. Trong khi ấy, bà xã của anh, Hương Trần, bị đẩy vào đại chiến. Cô đăng status, cảnh cáo, la liếm ai thì la liếm chứ chừa mặt chồng em ra nhé. Rồi cô lại phải tuyên chiến với anti-fan lẫn những chị em dạy cô cách cư xử. Đừng động vào mẹ tôi, các chị có biết mẹ tôi có bao nhiêu cái móng vuốt hay không? Rồi cô lại thở ngắn than dài mệt mỏi vì phải chống chọi với điều tiếng của ông chồng đào hoa. Tôi cũng mệt cả người, đang yên ổn cứ chọc ngoáy. Chỉ là thấy người ta trơ quá thôi, lòng người khó hiểu thật, cần tiêm cho họ một liều thuốc chống xấu hổ. Và tất nhiên, kẻ thứ ba trong thị phi ái tình chưa rõ trắng đen này cũng phải hồi đáp bà xã Việt Anh bằng những lời lẽ mỉa mai sắc sảo, giúp cho lửa đại chiến luôn được tiếp thêm dầu. Thật trùng hợp, cũng tháng 7 năm ngoái, Việt Anh bị vướng scandal với bạn diễn trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, nữ diễn viên Bảo Thanh. Sự việc xuất phát từ những dòng tin nhắn chưa có gì đi quá giới hạn, nhưng được Hương Trần làm cho trở nên ồn ào. Việt Anh khi ấy hành xử giống hệt hôm nay. Anh mặc kệ cho những người phụ nữ trong cuộc giải quyết câu chuyện, kéo theo sự tham gia bàn luận và đấu khẩu của hàng nghìn người phụ nữ ngoài cuộc khác, biến một sự việc lẽ ra rất đơn giản, trở thành một cuộc đại chiến thực sự trên mạng xã hội. Kết quả là, một bà xã của anh phải chịu không ít tổn thương vì những lời miệt thị, xúc phạm do cách hành động thiếu tinh tế, chuyện bé xé ra to. Một mặt, nữ đồng nghiệp của anh phải chịu tiếng oan, bị moi móc và đặt điều chuyện trong khi sự thật khác gây ảnh hưởng lớn đến tên tuổi và danh dự của cô ta. Còn Việt Anh, thay vì phát ngôn rõ ràng để đình chiến thì lại mập mờ. Thời điểm này mọi thứ đều đang rất căng thẳng nên tôi nghĩ không thích hợp để chia sẻ thêm. Trong khi anh có thể hành động đơn giản hơn rất nhiều là khẳng định có hay không có chuyện phim giả tình thật với Bảo Thanh.
mới biết Bích Phương có lý khi nhắn nhủ đàn ông yêu hay không yêu hay yêu nói một lời thôi. Việc anh khiến công chúng nhớ đến Trần Giang trong những vụ lùm xùm tình ái cách đây chưa lâu. Trái đất quả thật là tròn như trái bóng mà Việt Anh say mê. Quế Vân cũng là nhân vật trong số các tập scandal của Trường Giang. Cách Việt Anh hành động cũng hệt như cách Trường Giang khi đó. Không giải thích, không thanh minh, không bác bỏ. Những gì cần nói, cần làm, chỉ cần hãy nhả Phương ra giữa trận tiền dư luận. Đến sự việc của nam em, Trường Giang cũng dùng chiêu cũ. Anh vẫn làm việc, vẫn tham gia game show, vẫn đi sự kiện, nhưng tuyệt không một lời trần tình. Đến cả câu xin lỗi gửi tới fan vì đã làm họ thất vọng, lo lắng hay rơi vào cuộc đại chiến để bảo vệ thần tượng cũng không. Chỉ tới khi bị nam em kích động bằng hàng loạt hành động bất thường, Trường Giang mới cất tiếng. Có câu im lặng là vàng, nhưng với những quý ông showbiz như Việt Anh hay Trường Giang, im lặng là dầu mỏ. Nó giúp cho cuộc đại chiến có thêm nhiên liệu để bùng nổ dữ dội, mà nạn nhân của những cuộc đại chiến ấy lại chính là những người phụ nữ của đời họ.